Đẹp. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và trong buổi tối ngày hôm nay đây là bát thứ tư trong cái series Hồng Binh nha anh em. Nói chung là Khải đang muốn rất là muốn luôn, và tất cả anh em đang trên livestream đang rất muốn là Khải sẽ có một cái đao hút nội lực để đi chan anh em. Bữa giờ Khải Hồng Binh hơn 15 lần rồi, còn Thủy Yên hơn 15 lần rồi chưa ra anh em. Rồi ở lần này, ôi sao mất, lần này Khải còn 5 lần nữa. Không, 5 lần hón thì Khải sẽ tiếp tục hón ra cái đao, cố gắng ra cái đao nha mọi người. Nó nói đừng nặng chí mà có phát triển rồi hả? Ok anh em cho một like chia sẻ này mọi người. Nè. Đó, chuyển cái 10 nha em. Anh em đừng có nói chính nữa, chính không lên đâu, vừa rồi đập một lần thì chính xịt rồi đấy. Hôm qua đặt Thủy Yên 15 lần rồi anh em. Đập Thủy Yên cứ tiêu bỏng liên tục anh em, chịu luôn. Rồi lần này đập Nga My nè. Lần này đọc cái mi anh em xem nè. Ôi Phúc Duyên rồi, Phúc Duyên nè. Phúc Duyên nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, con cái mi nha anh em. Này Khải đọc cái mi nè. Vô này. Like chia sẻ mạnh này nè em ơi, like chia sẻ mạnh nè em ơi. Like chia sẻ mạnh này nè em ơi. Like chia sẻ mạnh nó Khải ép này nè em ơi. Xanh chín luôn nha. Nghe mì nè mày. Hôm qua đập Thủy Yên rồi, xịt rồi, không lên được gì luôn nè. Rồi. Yes. Nghe mì phát 1 luôn nè mày. Nghe mì phát 1 rồi nè mày. Chắc quá, cảm ơn em rất là nhiều trời ơi. Đúng là phát thứ 17 luôn nè mày. Hôm qua là 15 đúng không? Vừa rồi chính Khả là 1 lần nữa xịt rồi. Anh em cứ bảo chính là chính đó, Khả đập phát xịt luôn. Giờ lần này lên đào rồi nè mày. Chắc. Ok, có cái đao hút nội lực đi chăng rồi em ơi, khỏe rồi. Ok, quá chắc em ơi. Đây rồi, cái đao của mình đây. Trời ơi, sau bao lần hóng binh 15 lần, 17 lần rồi. Này là lần thứ 17 ra cái đao em ơi. Quá đẹp em ơi, em xem này. Ôi trời ơi, mừng quái nồi. Đỡ mất tiền của máy này, được bán lại lấy ít tiền này. Đó. Nói chung tầm này Khai cũng hết hóng binh rồi. Chắc thị tinh này nó chắc hắn bán lại thôi. Đó. Quá đẹp anh em ơi, quá ngon luôn anh em ơi. Anh em đang xem đừng quên ủng hộ một like chia sẻ anh em ơi. Đau rồi mà anh em. Trời ơi. Anh em đang xem đừng quên ủng hộ một like nha. Trời ơi quá đá anh em ơi. Cái thầy nói nè, lực hòn nói đúng chính xác chưa? Là hòn nói lấy ngà mi đi. Thì Khải nghe nãy giờ tất cả ý kiến là trái chiều cũng khá là nhiều. Nên là Khải nghe lực hòn là cái lụm ngà mi đi. Khải phát 1 luôn anh em, lần đầu tiên luôn anh em. Ok, cảm ơn lực hòn nè. Ngủ thôi, ngủ ngon rồi em ơi. Lên luôn. Đó rồi, sẽ chính phát ra đầu ngày à. Chúc mừng, ok, cảm ơn Chiến Lê nè. Ok, đúng rồi, cũng khá là nhiều anh em đồng ý số 1 là Nga My đó nè em. Đồng ý số 1 là Nga My á. Thì nói chung là cũng có góp ý của anh em thì Khải mới làm cho anh em xem hôm qua. Hôm qua Khải đập Thủy Yên. Nói thiệt anh em, đập Thủy Yên 15 lần không lên. Hết 29 kim, không lên cái đau hút nỗ lực. 25 lần không lên, 15 lần chứ. Hồi nãy thì con lỗ đập một phát một xịt. Rồi con Nga My một phát một luôn. Ok lực hòn này. Nói chung là cũng khá ok rồi. Nói chung là anh em có xem những cái series hóng binh của Khải á. Thì đây là chắc chắn là cái series bắt 4 hút nội lực anh em ơi. Là chắc là series cuối cùng hóng binh của Khải thôi. Nói chung là Khải chỉ xài hai cái đao anh em ơi. Đây là cái đao đầu tiên trong một server. Khải hóng binh 15 lần. Ra được cái đao tốc 20, sát thương 32. Từ cây phi đao hóa thành cây đao mất khoảng 15 lần. Nói chung là nó xoay chuyển tất cả các vũ khí nè, xoay chuyển các kiểu luôn. 15 lần mới ra. Còn ở cái này thì là cây bổng. Cái này là cây kích chứ. Cái này là cây kích. Từ cây kích hút nỗ lực xấu. Khải hóng binh tiêu, phi đao, bổng, song đao, chùy, các kiểu. Rồi con Thủy Yên đúng 15 lần không lên. Hôm nay thì Khải chuyển cho chính đập một lần xịt. Thì thành 16. Và con em My này một phát một luôn em ơi. Quá chắc luôn em ơi. Rồi lần này lần thứ 17 nha em ơi. Quá chắc. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Cảm ơn lực hòn nè. Cảm ơn những anh em đã vừa rồi đã cho phím 1 để Khải lắng em My Khải ép này. Cảm ơn em rất nhiều nha. Và cũng cảm ơn anh em đã theo dõi cái live stream này nha em ơi. Nói chung là rất là mừng luôn em ơi. Tại vì Khải chơi á, Khải thích là có hai vũ khí, một hút, một đam. Đó. Hút thì Khải đi làm nhiệm vụ giao tổ này nọ thì cầm hút. Còn cái hút nào lục 7 Khải đang đỡ ông rừng để bán nè mày. Ok, sướng quá nè mời. Cảm ơn em rất là nhiều. Quá đã.
Anh em xem video này đừng quên để like, một like, chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Quá sướng.